trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Tôi xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chú Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Cái thức phim hôm nay thì có lẽ là rất là lâu rồi cháu Lực chưa có ở lại ăn cơm cùng ba ông cháu một bữa. Tối hôm nay thì cháu Lực sẽ ở lại ăn cơm cùng với ba ông cháu. Hiện tại thì cháu Lực em Quân với thêm em Sử nữa thì sẽ chuẩn bị bữa tối. Ông thì vừa rồi cũng lại tiếp tục là đi lấy cỏ. Em Hải thì đi học và vẫn chưa có về cô bác. Ở cái ngôi nhà của em Sử thì phải nói là được xây dựng từ rất là lâu rồi cô bác. Hôm nay cháu Lực sẽ mời tất cả cô bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực đi vào và tham quan cũng như là xem lại cái ngôi nhà của ba ông cháu thêm một lần nữa cô bác. Thế còn bây giờ em Quân với em Sử thì anh em đã chuẩn bị củi để mà nấu cơm rồi. Nó bằng nồi cơm điện đấy chứ nhỉ? Vâng. Cái Quân thì đi vo gạo nhá. Vâng. Đi rửa nồi đi. Đi rửa nồi đi. Đây rửa nồi xong là phải sửa là nấu bao nhiêu bát. Cái bóng đèn này thì vẫn còn ok chứ Sử? Được đúng không? Vâng. Ôi ơi, con sao đây? Sao đây? Ui, yếu điện à? Như là nó sắp bị hỏng hay sao á? Nhở? À đây. Nhìn ngôi nhà sáng lắm các bác, rất là sáng luôn. Sửa thì... ui lại bia rồi Sửa ơi. Để cho máy nhớ. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Ngôi nhà của ba con cháu thì có thể là bây giờ thì ở trong rất là nhiều đồ đạc các bác ạ. Cũng những cái hộp quà mà các bác gửi cho. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. À, tối hôm nay thì em Sử cũng hôm nay tối nay thì em Sử bảo là lại ăn cơm cùng với lại em Sử với ông một bữa đi cô bác, thì cháu Lực cũng có nhận lời là ở lại luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ không có hộ em Sử đâu cô bác, cháu Lực chỉ có là hộ em Sử là đi hái chút rau thôi. Hôm nay là em Sử sẽ sổ tài và nấu món ăn để cho cháu Lực với lại bạn Điệu là cùng ăn luôn cô bác. Ở ngoài thì cháu Lực có thấy những cái bó củi ở đây thì được ông với lại em Sử chắc là đi lấy về sau cô bác ạ. Đấy,
Còn ra bên ngôi nhà này thì trước kia là ba ông cháu là có để trâu của bác, nhưng mà bây giờ là trâu chuyển đi xuống cái kia, thì chuyển đi xuống cái lán kia ở rồi, thì không có cho nó ở đấy nữa. Ở đây thì có vẻ như rất là thấp của bác này, cháu Lực mới có hơn 1m6 một chút thôi, cháu Lực đã phải cúi rồi. Ở nhà của ba ông cháu Lực cũng có nuôi thêm lợn nữa. Ở đây thì nhìn thấy là ba ông cháu này của bác này, năm nay thì lấy củi về cất giữ ở đấy rất là nhiều. Hôm nọ thì cháu được ra thì còn chưa có thấy có. Ở đây thì là cái máy thái cỏ, đây là cái máy thái đau lợn của bác này. Nhưng mà do là bây giờ là nhà bao cháu là có ít lợn quá, cho nên là không có dùng tới máy này, hoàn toàn là làm bằng tay hết cả. Ở đây thì trước kia là cái này của bác này để bao cháu là dùng để nấu cắm lợn đấy, nhưng mà bây giờ lợn cũng ít đấy, thành ra là bao cháu không có nấu ở đây nữa. Trước kia thì bao cháu là dùng trâu để bên này của bác này. Đây, ngôi nhà này thì phải nói là cực kỳ và xuống cấp rồi các bác. Phải nói là những cái mùn cưa, những cây thì nó đã bị hỏng rất là nhiều rồi. Đây, trong này thì cũng đã được nhìn thấy là khá là rộng rãi các bác ạ. Trong này thì có thể mình thể là tận dụng lại là mình để làm củi thôi. Và ở trên kia thì cháu được nhìn thấy là có hai quan tài của bác. Theo như em Sử có nói với cháu Lực rằng là cái quan tài này là để cho ông. Có một cái là người đồng bào dân tộc Lục là làm cho ông, và có một cái thì là người dân tộc Mông là làm cho ông. Đây là hai cái luôn các bác. Đấy, người vẫn còn đang rất là khỏe mạnh, đã phải chuẩn bị cho mình là những cái quan tài trước rồi các bác. Nghe thôi là cũng đã thấy là ghê sợ rồi. Cái điều này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên một lần, các bác anh chị đã cũng đã biết rồi. Ôi, đây là cái gì đây? Ở đây có cái cào này. Cào này như kiểu cái cào của chú Bát Sới các bác. Cào này thì để mà cào cái lúc mà mình phơi ngô phơi thóc ấy các bác. Đấy, hiện tại thì các anh em thợ là vẫn còn đang làm ở trên kia các bác. Cháu Lực đi xuống cái nhà của ông rồi. Vừa rồi thì cháu Lực nhìn thấy là ông là đi lấy rau lợn về rồi các bác ạ. Ông này thì đang ở ngoài trời thì bây giờ sương mù đến rất là nhiều các bác, còn là rất là lạnh nữa. Cháu không mù mai gì? Ở dưới này chưa là gì? Nhà này tốt thì vai với nhà này à? Cả này thủ văn ông thầy đi đài thầy gì? Hả? Ông thầy đi đài thầy à? Xin để cầm một lũ. Thầy đi băng đấy. Ông thì ở nhà vẫn rất là chăm chỉ của bác. Cả cái vườn rau cải này thì là được một mình ông khắc trồng hết của bác này. Thì mấy nữa thì ông bảo là có mang đi bán một chút đấy. Này thủ văn ông bị khái với gì? Cả chịu chiến nghe bác. Tu chín nhá. Chịu chiến. Không muốn đâu mình nữa gì mà này à? Bán cam thơ không? Ừ. Bán cho em tiết tao phát mù mà. Hả? Tiết tao phát mù mà dè bán à? Ủa, chín này. Thắp ra dè, thắp này, thắp đi nữa nè. Đây là Hải thì mới đi học về à Hải? Mới đi học về luôn à? Ừ. Rồi. Em chào anh Lực, chào anh Hiệu. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đi học và đi cùng ai đi học về đấy? Nhà chú. Nhà chú, con là chú à? Vâng. Em Hải thì phải nói là cực kỳ chăm học cô bác. Buổi sáng thì dậy từ 5 giờ đã phải đi học rồi. Cái thời điểm hiện tại thì mưa nhiều quá nên là không có lấy xe được đi ra bên ngoài. Thì ra là em Hải là phải đi bộ đi thôi nhờ. Vâng. Áo này thì hôm nọ lại ra chợ là vừa mua cho đấy nhờ. Vâng. Mấy nữa lại mua thêm cho vài bộ áo như này nhá. Thích loại như này, thích như nào? Thích loại như này à? Nó vừa có cái mũ luôn nhỉ? Đấy, áo thì cháu Lực cũng mua là hầu như là cái áo nào mua cháu Lực cũng đều là lựa chọn là có cái mũ luôn các bác. Tại vì là đến mùa đông thì mình đi đâu, mình trùm lên cái rồi mình có thể là đi nó giữ ấm cho con, cho mình luôn. Tối nay thì ăn cơm với Hải với Sứ nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Bây giờ thì anh em mình chuẩn bị là đi nấu cơm luôn nhỉ?
Hải rửa bát à Hải? Không lấy nước nóng ra rửa, cho đỡ lạnh. Cái này rửa chưa? Chưa đâu. Anh bảo. Đây, em đổ dầu rửa bát vào đây. Đổ trong chai ra. Đấy, đổ hết vào đây. Đổ một ít. Đấy, bóc của em. Nhiều nhiều tí. Đấy. Đổ. Đấy, sang chỗ anh Quân kia lấy nước nóng kia về đổ đây. Lấy một cái thôi. Hình như nó con nước nó hút vào nhau ấy. Đổ tí nữa. Tí nữa đi. Được rồi. Nếu mà nóng quá thì pha một ít nước lạnh vào. Thử lấy tay cho nó ấm nè. Thế bây giờ để cái rẻ kia nhúng vào đây xong cứ thế mà rửa cho nó nhanh. Đỡ phải vấp từng lần một đúng không? Rửa vào đi xong anh Tráng cho. Cứ rửa xong vứt vào trong chậu kia. Bắt sạch vứt vào đây à? Vâng. Mùa đông nhiệt nước này mát nhỉ. Con đưa đây anh rửa cho em đi cháo đi. Hả? Con nào đi? Phải sao? Em ở đâu? Em bơm ở đâu? Mẹ muốn chơi đúng không ạ? Mẹ muốn hôn đúng không ạ? Mắt này dính mỡ đây. Cười gì? Chưa thấy đàn ông con trai rửa bát bao giờ? Hải ơi. Hả? Hải đi đâu? Hải thấy em kia gọi bảo đi đón ai rồi? Đi đón em Bông nhà chú nhá. Ui, căng cạc kiểu gì cắt sắp. Sắp đứt cổ luôn này nhỉ. Cổ xa thế. Ê, không biết cắt đâu nhỉ. Biết căng cạc ơi. Tại lúc đấy cái anh, tay của anh cũng xuống đi. Nhìn nó mới lệch thế này chứ. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi ạ.
nó mới cho lớn nè dê dê á nó mà tháp nè á có cái sỏi ở đấy không hả à, có đây rồi. Lấy cỏ này thì đến buổi chiều thì ba ông cháu lại đi lấy cỏ về để dự trữ cho ngày mai cô bác ạ. Có một cái cho tôi à, đây đánh lấy bao tải nhá. Bây giờ thì gom bởi bao tải đây nhá. Sáng thì Hải ăn gì để đi học? Cơm với thịt à? Cơm với thịt à? Vâng. Thế tiền hôm nọ anh đưa cho để đi ăn sáng hết chưa? Sáng hết rồi. Sáng hết rồi à? Đi thôi. Hải cầm cái này nhá. Cái này nhẹ hơn. Được không? Đấy, đến chập tối thì phải nói là không khí ở trên nhà ba ông cháu rất là lạnh các bác này. Đây thì cái đố này thì không biết là tên nó là đố gì các bác, nhưng bây giờ ra hoa màu tím rất là đẹp. Là những ngày nghỉ là ở nhà đi chăn trâu ấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà lạnh như này thì làm sao đi chăn trâu được? Cắt cỏ thôi ạ. Cắt cỏ thôi nhỉ? Vâng. Cắt cỏ một ít cỏ tươi xong là lấy đi lấy rơm này đúng không? Vâng. Ô, cái này thì không có đố nữa rồi, đi đâu hết rồi. Đây này. À đây này đúng không? Cái này khó ăn không? Có ạ. Khó à? Cô mang nấu đi để ăn à? Cái này sờ cái vỏ ngoài các bác này, nó hơi nhớt nhớt một chút, như kiểu là có một chút là lớp dầu vào rồi. Em phải nói là đến mùa đông thì ngôi nhà của ba ông cháu ở trên này cực kỳ là hẻo lánh cô bác ạ. Đi vào trong nhà thì mới ấm. Và rồi thì ông là đang đun nước chuẩn bị luộc gà rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng được là em là bảo lại là ăn cơm thì ra cháu Lực cũng ở luôn. Cháu Lực cũng sẽ ghi tình hình lại luôn cô bác. Đấy, cái nồi này thì cũng được bà An Phạm là bà ấy mua cho, thì thành ra là bây giờ mấy ông cháu chỉ cần là nấu cơm, chỉ cần là nấu thức ăn thôi. Cô nào lấy chỗ nó đen rồi. Xin rồi. Dê đi tiếp rồi nha, dùng rồi. Cái này dùng này. Cái này đúng, cái này xưa, cái này ít xuyên bàn điều chân đi. Đi dùng ní nào, đi dùng đi đưa nào. À. Xong rồi à? Xong rồi. Hôm nay thì cả ông, cả em Sử bảo là ở lại. Hôm qua thì cháu Lực bảo ở lại ăn cơm cùng với lại gia đình, nhưng mà không ở lại ăn cơm được cô bác. Cháu Lực cũng bận là đi về nhà có chút việc. Hôm nay thì xong xuôi mọi cái rồi thì sẽ ở nhà. Cũng rất là lâu rồi chưa ăn cơm cùng với lại ba ông cháu. Này cậu không mà lại tập tốt tiền được bây giờ. Hôm nay thì có thêm cả em Quân nữa rồi cô bác ạ. Hôm vừa rồi thì em Quân ngủ lên hộ em Sử. Mấy hôm nay thì em Quân lên hộ em Sử rất là nhiều các bác. Phải nói là em Quân tuổi còn nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ là hiểu chuyện. Khi mà nhà em Sử có việc gì ấy, thì ra em cũng biết là lên trên này đi làm. Em Quân thì hiện tại thì bây giờ đi đâu mọi cái thì em ấy đều là đi bộ đi cả.
Quân thì năm nay có nhiều ông 14 tuổi đâu bác, nên là chưa có đủ tuổi để đi xe gắn máy lớn cho nhiều sự. Sự thì bây giờ chỉ còn vài tháng thôi thì là em cũng đủ tuổi là để mà đi xe, để mà đi làm bằng được rồi. Sử thì thường xuyên là đưa đón em Hải là đi học. Đến thời điểm hiện tại mấy hôm nay thì mưa nhiều quá thì ra là em Hải phải nào quốc bộ để đi một mình của bác ạ. Sáng sớm thì rang cơm ăn à? Vâng. Buổi chiều thì có những hôm mà cháu Lực ở nhà thì nấu cơm xong thì em Hải em ấy cũng đi qua và đi vào cùng cháu Lực để ăn cơm. Có những hôm thì mấy em không có ở cô bác, thành ra là em Hải là phải đi ăn bún. Thế sáng ăn cơm một bữa này, xong là chiều là đi ăn bún à? Vâng ạ. Xong là tối về nhà mới lại ăn cơm à? Đang ở trong nhà cũ của nhà ba ông cháu ấy, thì luôn nấu cơm hoàn toàn mọi cái là bằng bếp củi, cho nên là mình vừa nấu cơm là vừa sưởi ấm thì rất là ấm luôn bác ạ. Như này sưởi ấm thì đến buổi tối thì tầm mấy giờ là đi ngủ? Tối thì ngủ. Tối thì ngủ rồi. Em Hải học bài xong một lúc thì hai em xong cũng đi ngủ à? Đây thì thường thường là ai ngủ trước đầu tiên? Ông ngủ trước à? Thì hai anh em lại ngủ muộn hơn à? Vâng. Vậy hôm nay em Hải, hôm nay Hải với anh là đi cùng một loại dép vào đây nhở? Vâng. Đôi dép của Hải với lại cái lực đeo thì cũng được bác Kinh Hoàng gửi cho, là hai anh em cũng phải đeo tầm độ tầm hơn 2 tháng rồi nhở Hải nhở? Vâng. Hơn 2 tháng rồi cô bác, rất là mềm. Ở đây thì bây giờ thì hiện tại là ngôi nhà mới của ba ông cháu thì cũng đã dần vào ổn định rồi các bác. Bây giờ phải nói là độ tầm được 80% rồi, còn 20% còn lại nữa thôi các bác. Ngày mai ngày kia thì anh em bên cơ khí người ta sẽ đi vào và đo cái phần cửa cho cháu Lực để anh em đi vào và tiến hành làm cái phần cửa, lắp ráp cái phần cửa các bác. Còn cái phần sơn hiện tại thì cũng là được một số cô bác gửi cho cháu Lực. Mấy hôm nữa thì cháu Lực sẽ nói bác nào gửi cho cháu Lực đát. Hiện tại thì cháu Lực chưa có thể là nói vội cô bác ạ. Trong cái khoảng thời gian qua thì lúc mới bắt đầu vào làm nhà của ba con cháu thì cái kinh phí ấy, thì canh của cháu Lực thì cầm được nhiều hơn canh của bạn Trình của bác. Nhưng mà một số bác gửi cho Lực thì bảo là cái phần tiền mà dư ra thì để làm để lại để các bác sau này các bác sẽ dặn dò để các bác làm, và các bác cũng đã dặn dò cháu Lực rồi. Còn hai anh em thì kênh bạn Trình thì cũng có 92 và cháu Lực, kênh của cháu Lực thì cũng ra 92, thì hai anh em kênh là nó đều nhau trước tiên đó các bác. Rồi thì hai anh em dùng cái số tiền đấy hết rồi thì cháu Lực mới tính đến cái khoản mà các bác gửi sau cho cháu Lực cô bác. Ở đây thì các bác và đi quân nói cháu Lực thì cháu Lực mới nói lên như vậy cô bác nhá. Và cái mọi công việc hiện tại ở trên nhà ba ông cháu gì thì tất cả là hoàn toàn là cháu Lực sẽ là người mà ở trên này giám sát và thực hiện chính cô bác. Như bạn Trình thì lần nào mà lấy vật liệu lên thì cháu Lực đều gọi cho bạn Trình thì bạn Trình chuyển tiền cho cháu Lực cô bác. Ở đây thì cháu Lực chỉ cho và bạn Trình là chuyển tiền đủ cái tiền vật liệu để giả các anh em, để giả anh chở vật liệu. Còn cái tiền mà từ công cán trở từ bên kia sang bên này thì cháu Lực lại lo thêm hoàn toàn cô bác ạ. Cháu Lực cũng rất là mong trong khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu có gì sai sót thì các bác anh chị
nhắc nhở cháu Lực để làm sao mà cháu Lực rút ra cho kinh nghiệm cho mình những cái bài học mà đắt giá hơn cô bác nhé. Gà này bây giờ chín rồi đúng không? Dạ vâng. Ngôi nhà của Quân thì có vẻ như là lạnh lẽo hơn ngôi nhà của ba ông cháu rất là nhiều nhỉ. Dạ vâng. Thế tại vì là ngôi nhà của em Quân là xung quanh thì được đan những cái tấm ván còn là chưa có hoàn thiện cô bác, thở rất là nhiều. Còn là như ngôi nhà của ba ông cháu đến mùa đông thì lại cực kỳ là ấm cô bác. Nhưng mà ngôi nhà này thì cũng được làm từ rất là lâu rồi, cho nên là bây giờ xuống cấp cũng rất là nhiều rồi. Mặc dù nhà của em Quân thì mới làm lại độ tầm là 2 năm thôi, nhưng mà phải nói là chưa được hoàn thiện mọi cái của bác. Còn là cột thì những cái cột thì có một số cột thì tận dụng lại bố của Quân là đi mua cái bố cũ của người ta về của bác. Thực ra là biết chặt không, thực ra là bây giờ xuống cấp cũng rất là nhiều rồi. Nếu như mà ở những video trước thì cháu Lực cũng đã nhắc, cháu Lực cũng đã nói qua rồi, nếu mà cháu Lực không có giả phần khoản ngân hàng cho em Quân trước thì cái số tiền cháu Lực cầm thì nó đã gần đủ để làm một ngôi nhà mới rồi. Nó sẽ không được ngôi nhà như ở nhà ba ông cháu, nhưng mà nó cũng là chung một điểm là hoàn toàn là làm được bằng nhà xây. Nhà xây thì đến mùa đông thì nó sẽ cũng lên rất là nhiều. Miếng bế gà thì gà bản đó các bác. Không nhìn là những cái tướng gà đồng gà nhìn rất là đẹp ha. Đây lấy cái kia về. Ngày hôm nay thì hoàn toàn là em Quân với lại em Sử là nấu cơm cho cháu Lực đúng không bác? Đây một tí nữa thì cháu Lực chỉ có vào là ngồi ăn cơm thôi. Anh như Sử thì bây giờ lớn rồi, mọi cái công việc thì em ấy cũng đều biết làm hết rồi cô bác ạ. Bây giờ phải nói là trưởng thành hơn rất là nhiều các bác, cũng như là trưởng thành lên rất là nhiều trong thời gian qua, thì cũng được là những cái lời dặn dò của các bác đóng nhắc nhở ở trên kênh cũng để cho em Hải em ấy đọc, rồi thì em Hải lại truyền đạt cho em Sử, thì đấy cũng là một cái bài học mà cho em Sử các bác. Còn là cháu Lực cũng chỉ là người mà đi thực hiện cái chương trình làm mà cầu nối. Tất cả mọi việc thì đều được các bác cùng nhau chung tay đóng góp. Thì hiện tại Sử thì cũng chuẩn bị có thêm một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này thì không phải là dành riêng cho một mình Sử cả, mà dành riêng cho cả ba ông cháu. Sau này thì hai anh em mà lớn lên thì có thể là đi đâu làm kiếm tiền, xong lại góp nhau để mà thực hiện cho mình một cái ngôi nhà tiếp theo. Đi vào đây nếu mà chú Chín đi. Ở trên vùng cao thì nấu ăn mọi cái thì hoàn toàn là anh em không có dùng bao tay cả cô bác ạ. Thì câu này thì cháu Lực cũng tâm đắc và nói lên rất là nhiều rồi. Mình sống ở đâu thì âu ở đấy thôi cô bác ạ. Đấy, trước khi vào nấu cơm thì anh em cũng đã rửa tay mọi cái sạch sẽ rồi. Đấy, bây giờ thì hiện tại là gần 6 giờ rồi cô bác. Ở trên nhà, trên vùng cao thì ăn cơm rất là sớm cô bác. Ăn cơm sớm xong là làm việc xong xuôi mọi cái là đi ngủ cũng rất là sớm. Buổi sáng thì được bà con ở trên này là dậy rất là sớm, cũng như có một số bình luận nói là sống như kiểu một vị đại gia ấy, ngủ rất là sớm cô bác. Nhưng mà điều đấy là không phải. Các cô bác thì không có biết được rằng là ba ông cháu ở nhà dậy rất là sớm. Như em Hải thì đi học đã phải dậy từ 5 giờ sáng rồi để đi học rồi. Cái hạt dổng này thì mình để làm gia vị ấy cô bác. Thì rất là thơm cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ mang gọi là hơ qua lửa một chút cô bác để cho nó giòn tan. Thì mình đập nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mỗi lần nào mà cháu Lực lên trên nhà ba ông cháu thì đều lấy hạt dổng này để vào trong lúc mà anh em chặt gà các bác để vào thì bây giờ thì không thể thiếu được rồi cô bác ạ.
hạt dổi này thì cô bác có thể là mang về cho nhà mình để làm gia vị để ướp cá hay là ướp thịt để nướng, cô bác rất là thơm. Cộng lại thêm nếu mà cộng thêm mắc khén nữa. Có mà anh lấy ra đi, nóng quá. Nó rơi ra đồng hạt đấy. Em nhận rồi. Ở đây thì nếu mà cô bác anh chị nhận được những cái gói hạt dổi này về mà không có thơm thì cháu được xé hoàn lại tiền cho cô bác này. Đấy, khi mình hư con lửa thì nó sẽ rất là giòn, mình đập nó sẽ nhanh hơn cô bác. Tắt là nó cái mình còn hát tắt tôi cứng bàn lấy mình không lát bàn nó tắt. Bây giờ thì cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác này. Bây giờ ấy hôm nay thì sẽ gồm thịt gà với lại đậu phụ các bác. Dây này treo trên này nhá. Hải tìm ghế đi, Hải tìm ghế vào nhá. Có mấy người kìa. Anh ngồi bên kia. Nhá. Còn bây giờ thì cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác này. Hôm nay sẽ gồm có thịt gà với lại đậu phụ thôi. Rau cải thì vừa rồi hái rồi cho nên là mấy anh em không có nấu nữa, không có làm nữa. Nhiều món quá các bác. Đủ nhé anh Sư. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 đủ. Còn thiếu một cái đũa nữa. Thiếu một đôi đũa nữa. Thêm một đôi nữa. Còn bây giờ thì Giáo Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là ăn cơm cùng với tất cả mấy anh em ạ, cơm cùng với lại gia đình của ba con cháu của bác nhé. Con mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng con ăn cơm ạ. Cháu xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng ăn cơm ạ. Cháu Hải mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm ạ. Cháu Hiệu cũng mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng ăn cơm nhé. Gạo như kiểu gạo chui nhỉ? Ô, nước chấm. Ở đâu? Ba nước chấm rồi. Quên.
anh em. Đại sứ đi công không? Quân đưa anh em. Nhanh lên, nhanh lên. Nấu cơm cũng ngon phết này. Ngon đấy nhỉ. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cái thức phim hôm nay thì cũng chẳng có gì gọi là ấn tượng cả cô bác. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác. Cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Có lẽ là bây giờ cháu Đức cũng sẽ phải là duy trì là đi về thôi. Bây giờ thì phải nói lời chào tạm biệt tới ba ông cháu cũng như là chào tạm biệt tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị rồi. Đấy, hôm nay thì anh cảm ơn nhá. Rồi anh đi về nhá, hàng tập bèo chứ. Phải. Anh đi về nhá. Đã tập bèo chưa? Cháu Quân chào tạm biệt tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt. Chào tạm biệt Sử nhé Hải nhá. Anh đi về nhá. Đã bèo chưa? Về nhá. Bây giờ thì tối muộn rồi, nhà cháu được vẫn lại em Quân với em cái bạn Hiệu là phải di chuyển là đi về nhà cô bác ạ. Trời thì cũng khá là tối rồi. Tối để áo khoác đi Hiệu. Khoác đi, áo khoác vào. Trời thì phải nói là một cái khung cảnh mà cực kỳ là đen tối luôn. Ôi chào hai em nhá, anh về nhá. Ồ anh về nhá. Đưa ba lô đây đã. Sáng nay thì em Quân có đi bộ một mình lên trên này các bác. Nhưng mà bây giờ tối muộn quá thì cháu cũng không có cho em là đi em Quân đi về nữa. Mà anh em hôm nay sẽ kẹp ba đi về luôn cô bác. Đấy, còn cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. À. Có lẽ cháu Đức cũng xin nói là lời chào tạm biệt tới tất cả quý ông bà, cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với bạn em. Đến thời điểm hiện tại thì cô bác anh chị cũng theo dõi được rất là nhiều những cái video cháu Đức đăng tải lên rồi. Thì ngôi nhà ba ông cháu cũng đã dần được hoàn thành và ổn định cho cô bác. Còn bây giờ thì cháu Đức xin được nói chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị trong sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác anh chị.